B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục bài học Phonics nè. Mục tiêu của chúng ta là sẽ học được các chữ cái G, H, I và phát âm G, T, I. Và một số từ vựng girl, guitar, hat, horse, insect and eel. Chúng ta bắt đầu nhé. Letter G, sound G. Listening 40. Listen, trace and point. G. G. Girl. G. Guitar. Listen and repeat. G. G. Girl. G. Guitar. Now, look at the picture and chant. Listening 41. Listen and chant. Girl. 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 G. 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 Guitar, guitar, guitar. G, g, g. A girl with a guitar. G, g, g. A girl with a guitar. G, g, g. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nối những chữ G lại nhé. Connect the letter G. Khi chúng ta nối đến chữ G cuối cùng là chúng ta giúp cô bé tìm được chiếc đàn guitar đó. Help the girl find the guitar. Bây giờ chúng ta cùng nhau tiếp tục học chữ H. Letter H. Sound H. And letter I. Sound E. Listening 44. Listen, trace, and point. Ha. Ha. Hat. Ha. Horse. Eh. Insect. Eh. Ill. Listen and repeat. Ha.
Ha. Hat. Ha. Horse. E. E. Insect. E. Ill. Students, look at a picture and tell me what do you see? Do you see a horse and a hat? An insect? And he is ill. Now, let's chant together. Listening 45. Listen and chant. Look at the horse with a hat, hat, hat. Ha, ha, ha. A hat, hat, hat. Look at the insect. It's ill, ill, ill. I, I, I. It's ill, ill, ill. Look at the horse with a hat, hat, hat. Ha, ha, ha. A hat, hat, hat. Look at the insect. It's ill, ill, ill. I, I, I. It's ill, ill, ill. Bây giờ chúng ta cùng nhau làm bài tập nha các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đồ chữ G, H và I. Các em hãy đồ chữ G, H, I thật là đẹp, thật là nắng nót và tìm ra đúng chữ cái mà người ta yêu cầu để tô màu nhé. Trang 24 chúng ta sẽ tô màu chữ G. Còn ở trang 26 thì chúng ta sẽ tô màu chữ H và I nhé. Xin chào và tạm biệt các em. Goodbye.